Tin bóng đá tối ngày 3 tháng 9, Ronaldo không thích ngồi dự bị cho đến khi treo giày. Trong cuộc phỏng vấn với Abola, khi được hỏi về việc liệu có sẵn sàng ngồi dự bị khi lên tuyển Bồ Đào Nha hay không, Ronaldo đáp: "Trong tâm trí tôi sẽ luôn là cầu thủ đá chính. Đó là điều mà tôi nghĩ. Cho đến khi kết thúc sự nghiệp, tôi sẽ luôn tin rằng mình sẽ là người đá chính. Tôi luôn tôn trọng quyết định của các huấn luyện viên, không chỉ trong đội tuyển quốc gia mà ở các câu lạc bộ tôi từng thi đấu. Tôi luôn tôn trọng họ, dù một hoặc hai lần họ đã đối xử không tốt với tôi. Nhưng nghiêm túc mà nói, khi có đạo đức nghề nghiệp, tôi luôn tôn trọng quyết định của các huấn luyện viên." Ronaldo đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì sự sa sút của mình tại World Cup 2022 và Euro 2024. Ở kỳ World Cup tại Qatar, CR7 chơi không tốt và từng bị huấn luyện viên Fernando Santos đẩy lên băng ghế dự bị. Ở kỳ Euro vừa qua, Ronaldo đã chính mọi trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha dưới thời tân huấn luyện viên Roberto Martinez, song không ghi được bàn nào. Mới đây, Ronaldo tiếp tục được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha để tham dự các trận đấu ở Nations League 2024-2025. Ở tuổi 39, vẫn chưa biết lúc nào CR7 sẽ dã từ Seleção. Suárez dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Theo ESPN, tiền đạo số 1 Uruguay cho biết, trận đấu với Paraguay tại vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào ngày 6 tháng 9 sẽ là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển. "Tôi đã 37 tuổi, bây hiểu rằng thật khó để cố gắng đến kỳ World Cup tiếp theo. Tôi chia tay đội tuyển không phải vì chấn thương hay không được triệu tập lên tuyển. Đây đơn giản là thời điểm thích hợp. Cho đến trận đấu cuối cùng, tôi vẫn sẽ cống hiến cho đội tuyển." Cựu ngôi sao Liverpool và Barcelona chia tay đội tuyển với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Uruguay với 69 bàn thắng trong 142 trận đấu. Thành tích này được Suárez thiết lập sau 17 năm gắn bó. Suárez ra mắt đội tuyển Uruguay vào ngày 8 tháng 2 năm 2007. Anh nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của La Celeste. Trong 17 năm, Suárez tham dự các kỳ World Cup 2010, 2014, 2018, 2022, cũng như Copa America 2011, 2016, 2019, 2021, 2024. Nagelsmann công bố số 1 và thủ quân mới của đội tuyển Đức. Ter Stegen cuối cùng cũng đã trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Đức sau khi Manuel Neuer ra từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Huyền thoại của Bayern Munich quyết định nhường sân khấu cho đàn em sau thất bại ở Euro 2024, giải đấu mà chủ nhà Đức dừng bước ở tứ kết. Trước loạt trận mở màn UEFA Nations League mùa giải 2024-2025, huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã xác nhận Ter Stegen là người phù hợp nhất thay thế Neuer. Thủ thành 32 tuổi sẽ bắt đầu khẳng định thời kỳ của mình ở trận đấu tiếp Hungary vào ngày 8 tháng 9. Sau đó 3 ngày, cô sẽ tăng sẽ đại chiến với Hà Lan. Nagelsmann nói: "Ter Stegen là thủ môn số 1 mới của chúng tôi. Cô ấy là đội trưởng ở Barca trong nhiều năm và là thủ môn số 1 ở đó rất rõ ràng. Từ thời điểm này, vai trò của cô ấy cũng sẽ như vậy ở đội tuyển Đức. Vì tôi không muốn tạo ra một cuộc cạnh tranh giả tạo." Bên cạnh đó, Nagelsmann còn xác nhận đội trưởng mới của đội tuyển Đức là Joshua Kimmich, thay thế cho Ilkay Gundogan. Trong khi đó, hai đội phó của đội tuyển Đức cũng đã được trao cho trung vệ Antonio Rudiger và tiền vệ Kai Havertz. Neymar sắp tái xuất sau một năm dưỡng thương. Chấn thương đã cản trở khá nhiều sự nghiệp của Neymar cho đến nay. Gần nhất, tiền đạo người Brazil gặp một chấn thương khủng khiếp vào tháng 9 năm ngoái khi anh đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Cựu sao PSG và Barcelona đã không thể ra sân cho Al Hilal kể từ đó và cũng bỏ lỡ Copa America 2024 mùa hè vừa qua. Nhưng có vẻ Neymar đang chuẩn bị tái xuất sân cỏ sau một năm dưỡng thương. Tiền đạo 32 tuổi được Al Hilal đăng ký thi đấu ở Saudi Pro League mùa 2024-2025. Sau loạt trận quốc tế, nhà đương kim vô địch Saudi Arabia sẽ gặp Al Riyadh tại vòng 3 ngày 15 tháng 9. Ban tổ chức Saudi Pro League cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 10 cầu thủ nước ngoài vào đội hình trong mỗi mùa giải. Al Hilal đã có đủ 10 ngoại binh nên nếu đăng ký Neymar, họ sẽ phải loại bớt một cầu thủ. Theo truyền thông xứ Saudi Arabia, cựu hậu vệ Atletico Madrid Renan Lodi là người sẽ phải hy sinh vì Neymar. Với màn tái xuất của Neymar, Al Hilal sẽ như hổ mọc thêm cánh. Bất chấp các đội bóng khác đang đua nhau tăng cường lực lượng, Al Hilal vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Saudi Pro League mùa này. Tiết lộ điều khoản phá vỡ hợp đồng rất đặc biệt của Osimhen. Trước khi tới Galatasaray, Osimhen sẽ ký hợp đồng mới với Napoli đến tháng 6 năm 2027, tức gia hạn 1 năm so với rào kèo cũ. Sở dĩ Napoli yêu cầu như vậy bởi họ không muốn trở thành kẻ yếu thế khi đàm phán tương lai của Osimhen vào mùa hè tới. Đổi lại, đội bóng Serie A đã cho Galatasaray mượn miễn phí. Galatasaray có trách nhiệm trả lương 10 triệu euro trên mùa cho Osimhen. Tuy nhiên, vụ phá lưới Serie A mùa giải 2022-2023 cũng cài điều khoản phá vỡ hợp đồng với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Sky Italia, điều khoản này cho phép Osimhen rời Galatasaray vào tháng 1 năm 2025 nếu anh đạt được thỏa thuận với một trong 10 câu lạc bộ mà anh đề xuất cụ thể. Ngoài điều khoản phá vỡ hợp đồng với Galatasaray, Osimhen còn có thỏa thuận phá vỡ hợp đồng với Napoli thay vì 130 triệu euro như thỏa thuận đã ký vào tháng 12 năm 2023. Phí giải phóng hợp đồng của Osimhen với đội bóng Serie A đã giảm xuống còn 75 triệu euro. Đây được xem là con số phù hợp giúp Osimhen dễ dàng gia nhập công lớn. De Bruyne tiết lộ không được đội nào hỏi mua hè này. Còn nhớ, tại Euro 2024, Kevin De Bruyne từng gây chú ý với quyết định liên quan tới tương lai. Cầu thủ người Bỉ thẳng thắn cho biết, mình không còn trẻ và Kevin muốn sẵn sàng cho mọi khả năng. Thậm chí,
Tiền vệ của Man City không loại trừ khả năng gia nhập đội bóng với mức đãi ngộ hậu hĩnh. Tuy vậy, mùa hè 2024 kết thúc và De Bruyne vẫn ở lại Man City. Phía Man City sau đó cho biết chưa nhận được lời đề nghị nào về trường hợp của De Bruyne. Tiền vệ sinh năm 1991 mới đây cũng đã xác nhận lại thông tin trên. Kevin chia sẻ với BBC: "Tôi chưa liên hệ với bất cứ đội bóng nào. Sự thật là vậy. Đã có rất nhiều đồn đoán, lùm xùm liên quan tới tôi hè vừa rồi. Tôi có nói ở đầu kỳ nghỉ hè là tôi muốn một mùa hè yên tĩnh. Điều đó đã thực sự xảy ra. Tôi được tận hưởng 4 tuần nghỉ ngơi du lịch trước khi trở lại và tiếp tục tập luyện. Mọi thứ chỉ có vậy. Tôi không còn thứ gì khác để chia sẻ. Tôi không thấy hứng thú với đội bóng nào và cũng không đội bóng nào hỏi mua tôi hè này." Lộ trung phong trong mơ của Arsenal. Mới đây trên sóng Cao Offside, nhà báo Watt, người chuyên đưa tin về câu lạc bộ Bắc London khẳng định Cesco của Leipzig là tiền đạo duy nhất Mikel Arteta muốn đưa về sân Emirates hè vừa qua. Có rất nhiều điều để nói về chiến lược tuyển mộ tiền đạo của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng theo những thông tin tôi được biết, Arsenal không hề có ý định chiêu mộ thêm một số 9 sau khi không thể thuyết phục thành công Cesco đến Anh chơi bóng. Cesco là mẫu cầu thủ họ cần và cũng được đánh giá cao trong tầm giá mà Arsenal có thể đáp ứng. Cesco trước khi giãn hợp đồng với Leipzig có mức phí giải phóng hợp đồng phải chăng nên trở thành lựa chọn số 1 để cạnh tranh cùng Kai Havertz. Thực tế hồi tháng 7, Arsenal được cho là đã gửi lời đề nghị hỏi mua đến Leipzig cho trường hợp Cesco, nhưng ngôi sao người Slovenia quyết định tiếp tục ở lại đội chủ sân Red Bull Arena bởi vì nhiều lý do. Trong đó, cầu thủ 21 tuổi được tăng lương hậu hĩnh, đồng thời coi Bundesliga là môi trường thích hợp để phát triển sự nghiệp. Deschamps khẳng định điều chắc nịch về Mbappe. Kylian Mbappe là một trong những tân binh đáng chú ý nhất của Real Madrid ở mùa hè 2024. Tiền đạo người Pháp được Vivon Juplos Brancos như hổ mọc thêm cánh, đi kèm với sự kỳ vọng là áp lực lớn. Mbappe trải qua 3 vòng đấu tịt ngòi tại La Liga, bên cạnh những dấu hỏi hoài nghi về khả năng hòa nhập trong áo Real Madrid. Mbappe bỏ lại sau lưng những hoài nghi với cú đúp bàn thắng vào lưới Real Betis cuối tuần qua. Tiền đạo người Pháp đã thực sự bắt nhịp với guồng quay ghi bàn. Chia sẻ với giới truyền thông, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps nêu quan điểm: "Tôi vui mừng cho cậu ấy ngay khi Mbappe ghi bàn ở trận tranh siêu cúp châu Âu. Tôi không lo lắng hay hoài nghi về khả năng săn bàn của cậu ấy. Mbappe đã quen với những áp lực trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cậu ấy đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho bản thân. Carlo Ancelotti không lo lắng về Mbappe. Tôi cũng vậy. Mbappe luôn ghi bàn và cậu ấy sẽ nổ súng." Cựu sao Liverpool có thể tái xuất ngoại Anh. Sau 8 năm gắn bó với Liverpool, Matip rời đội chủ sân Anfield vào cuối mùa giải trước sau khi hết hạn hợp đồng. Tuyển thủ Cameroon là một trong những cầu thủ chủ chốt dưới thời của cựu huấn luyện viên Jurgen Klopp, người thường xuyên nói về tình cảm của mình dành cho Matip vì khả năng chơi bóng cũng như tính cách của anh. Và hiện tại, 4 tháng sau khi rời Liverpool, Matip có thể trở lại Premier League khi một đội bóng đang cân nhắc ký hợp đồng với cầu thủ 33 tuổi này để tăng cường hàng phòng ngự. Theo Sky Sports đưa tin, Matip là một trong hai trung vệ được West Ham cân nhắc chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do. Matip có hơn 200 lần ra sân trong thời gian ở Liverpool, chơi cho đội hình giành chức vô địch Champions League, Premier League, FA Cup và Cúp Liên đoàn Anh.